Đây là cái bóng đèn Cana USB. Cái đèn này là của Trung Quốc nha, cái đèn LED. Nó rất là nhỏ. Và đây là cái phần hộp của nó, toàn là tiếng Trung không mà mình cũng không có đọc được đâu. Nói chung là cũng đừng có quan tâm về cái việc mà đọc những cái thông tin đó làm gì. Có một cái tờ giấy nè, một số cái thông tin của đèn. Đó, đây là cái phần đèn. Cái đèn này thì nó có cái hình vuông, hình hộp. Nhưng mà không hiểu vì sao nha. Nhưng mà đối với cái cục pin dự phòng này của mình nè. Dạ mấy như là cái đèn này á, nó tiêu thụ điện năng ít quá hay sao á. Khi mà mình mở lên á thì cái đèn này nó giống như là cái cục pin dự phòng này nó không có cấp, nó không có cấp điện cho cái đèn này nha. Nó không có cấp điện cho cái đèn này luôn á. Khi mà mình cắm trực tiếp á, mình cắm trong cái củ sạc điện thoại á thì cái đèn này nó lại sáng. Và mình cũng gặp tương tự đối với cái đèn USB này. Đó, khi mà mình cắm này nó cũng không có sáng gì hết á. Nó cũng không có điện, không có điện đớm gì luôn. Nhưng mà đối với cái loại đèn này của Xiaomi khi mà mình cắm vào á thì nó sáng nè. Đó. Khi mà nó sáng rồi đó mình tháo ra thì cái đầu cắm này nó vẫn còn điện. Mình cắm cái đèn này vào đó thì nó lại sáng, thấy ngộ không, nó rất là sáng luôn á. Nhưng mà mình cũng không hiểu cái lý do nó là cái gì, không phải là do là cái đèn này nó bị hư, cũng không phải là cái đèn này nó có vấn đề, mà là do giống như là nó tiêu thụ điện quá hay sao á, nên là cái cục pin sạc dự phòng này nó có cái cảm biến á, nó không có cấp điện cho cái này, giống như là cái đồ điện này á nó tiêu thụ điện năng không có ổn định á, nên là pin dự phòng á nó không có cấp điện cho cái đèn này, nó cũng không có cấp điện cho cái đèn này đó. Mà mình giống như là mình cần phải kích điện nó bằng cách là giống như là mình cắm dây sạc điện thoại vào, hoặc là mình cắm một cái đèn nào đó vào như cái này đi đó, giống như mình kích điện nè, xong là trong cái lỗ sạc này nó vẫn còn điện, cái mình cắm cái đèn này thì nó lại sáng, rất là sáng luôn á. Ôi đèn này sáng cực kỳ sáng luôn, nhưng mà mình không hiểu vì sao, là cái lý do nó đến từ cái cục pin dự phòng này nó có chip, nó có cảm biến thông minh hay là sao mình không biết đó. Bây giờ mình ấy nè thì nó đâu có sáng đâu, không, cái này do lúc nãy mới kích điện á thì nó vẫn còn điện, còn mình cắm vào cái ổ kia thì nó không có cấp điện. Mình cắm cái này vào nó cũng không có cấp điện luôn, nó cũng không có cấp điện luôn. Khi mà mình cắm cái đèn của Xiaomi vào đó thì nó cấp điện đó, giống như là khi mà mình tháo ra thì trong cái ổ này nó còn điện đi, mình cắm cái đèn này vào thì nó lại sáng, nó sáng cực kỳ sáng luôn á, cái đèn nhỏ xíu xíu à mà nó rất là sáng luôn, mà không hiểu vì sao. Chắc là do cái cục pin này, bởi vì mình có một cục pin à, bây giờ mình cũng không có cục pin khác để mình thử nữa. Đó, này là mình cũng không hiểu cái vấn đề gì. Không phải là do cái đèn này nó bị hư nha, mà vậy mà giống như cái cục pin dự phòng á, nó nhận ra cái này giống như là nó tiêu thụ điện năng ít hay sao á, mà nó không có cấp điện, đâu cấp điện đâu, không. Cái này lúc nãy mới vừa kích điện nó vẫn còn điện, nhưng mà cắm này qua thì nó không ấy, mà cắm cái đèn USB vào nó cũng không cấp điện luôn. Mà khi mà mình cắm cái đèn của Xiaomi vào thì nó hoạt động bình thường đó, sau đó mình tháo ra và mình cũng cùng một cái lỗ cắm đó mình cắm cái đèn này vào nó lại sáng, và khi mà mình cắm cái đèn này vào nó lại sáng. Nói chung bó tay, cũng không hiểu vì sao. Đó, cái vấn đề của nó là vậy đó.